Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Clip này em sẽ test chức năng ha của con MD Denon S10 full thùng shop cho anh khách ở Sài Gòn, người mà đang sở hữu cái đầu MD Sony GA365ES màu đen. Anh đã quyết định anh lấy luôn cái con này cả nhà. Về cách sử dụng thì em có rất là nhiều clip hướng dẫn cả nhà ha. Con này Denon đặc trưng của nó cả nhà là âm trầm rất là tốt cả nhà ha. Bass rất là uy lực cả nhà. Và nó vẫn chi tiết rất rẫn, vẫn rõ ràng nha, tiếng trung rất là tốt nha cả nhà. Cả nhà mình nếu mà quan tâm đến một cái đầu MD Denon có đầy đủ các yếu tố như trên thì MD Denon S10 sẽ đáp ứng cho cả nhà mình nha. Con này khi mà giải mã cả nhà mình chỉ cần chọn cổng bên đây, bấm cái nút S monitor ở đây là nó giải mã thôi. Đó, chỉ cần bấm cái nút S monitor là đó, nó là giải mã thôi. Còn đĩa thì mình sẽ cho vào như thế này. Đây là cái đĩa nó mặt trên ha, mình sẽ cho vào như thế này đó. Chờ nó đọc cả nhà ha. Khi mà ghi thì mình bấm nút Red nè, xong rồi khi nào mà muốn ghi thì mình bấm cái nút Play này thì mình ghi thôi đó. Rồi bây giờ em sẽ cùng cả nhà mình ha test ghi và phát trên đầu này nha cả nhà.
Mình vừa nghe và mình vừa ghi được bốn bài cả nhà, bốn bài ha. Đó, em sẽ mở lại bài số 4 cho cả nhà mình nghe lại. At a table for two, alone, waiting for you, I ordered wine like so many times before. Then a chill crawled all over me. My God, this is how it would be if you just didn't love. Ghi phát hoàn hảo ạ. Dạ, em xin dừng clip tại đây ạ.